Thảo. Hả? Cô nương đang hỏi chuyện cậu kìa. Cô hỏi gì vậy? Cổ hỏi là tại sao cậu lại bắt con thỏ của cổ. Ta xin lỗi nàng. Nàng đừng sợ nha. Ta là Lý Công Tử, con của bá hộ Lý ở làng Dương ở bên kia rừng. Chúng ta không biết đó là con thỏ của nàng, cho nên đã vô tình làm nó bị thương. Có gì ta sẽ đền bạc cho nàng. Sự. Sự. Dạ. Dạ đây. Đây, ta có một ít bạc, ta xin gửi cho nàng. Cảm ơn công tử đã có lòng, nhưng tôi ở trong rừng sâu, không cần tiền bạc, chỉ cần sự bình an. Con thỏ này cũng không có bị gì nặng, tôi tự chăm sóc cho nó được. Xin công tử hãy rời khỏi nơi này. Xin công tử hãy trả lại sự bình yên cho khu rừng này và muôn thú trong khu rừng. Ta cũng muốn đi lắm, nhưng mà ta bị lạc đường rồi. Ủa? Với lại ta khát nước quá. Hay là nàng có thể cho ta một ngụm nước uống được không? Nếu vậy thì xin mời công tử ngồi. Ủa cậu, mình đâu có lạc đường đâu, đường về ở. Ở đây nghèo hèn, không có gì xứng với công tử. Nhưng công tử nói là khát nước, ta xin mời công tử chén nước. Cô ít lòng nhiều. Cảm ơn nàng. Nước ngọt quá. Mà dạ. Nàng ở đây một mình hay sao? Không giấu gì công tử, con thỏ này á chính là em trai của tôi. Nó đã uống phải nước của một dòng suối bị phù phép nên mới bị biến thành con thỏ. Tôi đã cố gắng 10 năm trời đi tìm nước thần để cải lốt thỏ cho em tôi, nhưng trời vẫn chưa có cho gặp. Thì ra là như vậy. Cho nên nào mới sống ẩn nhật ở trong rừng sâu này hay sao? Dạ. Không phải chỉ có chuyện đó không? Dì ơi, đi. Dì ơi, thả chị hai. Thả chứ không đi dì. Thả chị hai ra. Tao á, cho mày vô nhà kho, nhốt mày lại, cho mày nhịn đói 3 ngày 3 đêm. Coi coi á, mày còn ly được đó không? Dì ơi, ra đây. Ra đây. Mạnh lên. Mày nè, mày nè. Chuyện của nàng thật đáng thương. Nàng có muốn tao giúp trả thù kẻ đã hãm hại hai chị em nàng không? Dạ không. Tại vì trả thù họ cũng không khiến cho tôi hạnh phúc hơn. Tôi chỉ muốn tìm được nước suối thần để giải lời nguyền cho em trai của mình. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nàng thật là nhân hậu. Ta vừa nhìn nàng đã thấy đầy cảm mến, như là đã hẹn ước từ kiếp trước vậy. Hay là nàng hãy về ở với ta đi. Cha mẹ ta cũng đã qua đời, bây giờ là do ta cai quản toàn bộ cơ nghiệp của nhà họ Lý. Nàng về ở cùng ta đi, để có thể cùng ta chung tay để giúp ta cai quản và phát triển gia sản đó. Nàng làm phu nhân của bá hộ thì không ai có thể bắt nạt được nàng. Em trai của nàng cũng sẽ được bảo vệ an toàn nữa. Công tử nói thật sao? Thật. Ta rất mến nàng và muốn bảo vệ nàng suốt cuộc đời này. Cảm ơn tấm lòng của công tử, nhưng tôi sẽ không để ai bắt nạt hai chị em. Nàng không lo, nhưng mà ta lo. Trong rừng biết bao nhiêu là cạm bẫy, thú dữ và cả những người nguy hiểm nữa. Vẻ đẹp thuần khiết trong sáng của nàng phải được tỏa sáng, và nàng xứng đáng được sống đầy đủ và hạnh phúc hơn, chứ không phải là chôn vùi ở nơi đây. Với uy thế của công tử, tôi tưởng xung quanh ngài chẳng phải có hàng trăm hàng ngàn tiểu thư khác hay sao? Họ vừa xinh đẹp, dù môn đăng hộ đối với công tử, công tử tha hồ mà lựa chọn. Công tử cần chi một nhan sắc tầm thường trong khu rừng này? Nàng nói vậy tức là nàng không biết mình rất đẹp sao? Một bông hoa quý rực rỡ mà ta chưa bao giờ thấy. Với lại
Trái tim dịu dàng và nhân hậu của nàng là thứ mà vô cùng hiếm có. Ta xin nàng hãy về với ta. Ta hứa sẽ luôn đối đãi tốt với nàng. Em ơi, em thấy sao? Em lúc nào cũng muốn thấy chị hạnh phúc hết. Lý công tử có vẻ là người tốt. Nếu không phải anh ta ngăn lại thì em đã bị bắn rồi. Em thấy chị nên về đó. Nhưng về đó thì chị sẽ không còn cơ hội đi tìm dòng nước suối thần cho em, để mà giải cứu em khỏi lốt thỏ này. Chẳng lẽ em phải sống trong lốt thỏ này hoài sao? Chuyện đó thì nàng cứ yên tâm, đích thân ta và gia nhân sẽ đi tìm dòng suối thần thay nàng. Dạ đúng rồi đó cô. Cô cứ theo cậu con về đi. Trước giờ á, con chưa từng thấy cậu hết lòng với ai giống như cô vậy. Đa tạ công tử. Nếu vậy thì tôi đồng ý theo người về làng dân, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Nàng cứ nói. Đó là công tử đừng săn bắt các con thú trong rừng này nữa. Chúng cũng là sinh vật sống và cuộc sống riêng của chúng. Được, ta chắc chắn hứa sẽ không bao giờ săn bắt trong rừng nữa. Trời ơi, mẹ đi nhanh lên đi mẹ. Sao mẹ đi chậm dữ vậy nè? Nhanh nhanh lên. Cái gì mà hối dữ vậy? Nhanh ra. Nhanh nhanh đi mẹ ơi. Đi đón công tử mà làm gì ghê dữ vậy? Lý công tử sắp tới rồi kìa mẹ. Lý công tử là ai? Mà Lý công tử có phải là cái cậu mà hay phát chẩn cho người nghèo không? Dạ, dạ đúng rồi đó mẹ. Người ta bây giờ là bá hộ Lý, chứ công tử gì hả con? Nhưng mà có là bá hộ đi chăng nữa thì vợ của bá hộ thì cũng là bá hộ phu nhân thôi, chứ có gì đâu mà thiên hạ kéo đi rần rần như là đón hoàng thượng hay là hoàng hậu vậy đó. Trời ơi, mẹ không biết gì hết trơn á. Nè, bá hộ Lý là giàu nước tiếng nhất làng dân vì sự giàu có và danh giá của mình. Con nghe đồn á là họ có họ hàng gì với nhà vua đó mẹ. Còn Lý công tử á, nổi tiếng là đẹp trai, hay chữ giỏi võ. Từ khi á mà ông bá hộ chết, công tử một mình gánh vác cơ nghiệp nhà họ Lý và giúp cho gia sản họ ngày một tăng lên. Nhưng lạ một điều á là công tử không ưng bất cứ một cô gái nào ở trong làng hoặc là ở các làng lân cận. Ồ, ai cõi cũng chê hết, thậm chí là không thèm liếc mắt nhìn tới đó mẹ. Vậy mà bây giờ con nghe đâu công tử rước về một cô gái từ trong rừng. Không biết là con nhỏ nào có phước dữ vậy không biết. Vậy hả con? Dạ. Đâu, để mẹ coi mặt Lý phu nhân coi. Ủa? Ý? Hả? Gì chanh? Mày dòm coi. Hả? Sao Lý phu nhân giọng quen quá vậy con? Hả? Trời ơi, con hiền. Nhìn hả? Kỹ đi, con hiền kìa. Sao mà vậy được? Đúng là con hiền rồi con ơi. Mẹ ơi, đúng là nó rồi. Bây giờ nó là Lý phu nhân rồi. Hai mẹ con mình đi đời với nó con ơi. Mẹ ơi, bây giờ mình phải làm sao hả mẹ? Từ từ, để mẹ tính coi. Nè, nó đổi đời rồi. Mình á mà đối xử với nó như ngày xưa là mình chỉ có lỗ. Ừ. Mẹ phải tìm cách bù lại 20 lượng bạc khi mà nó bỏ trốn. Cả 3 năm rồi thiếp chưa được về nhà. Sẵn tiện hôm nay đi ngang, thiếp muốn vô nhà thắp nhang cho cha. Được chứ. Và thăm người thân. Hiền ơi, Hiền. Trời ơi, đúng con tôi rồi Hiền ơi. Trời ơi, cô đây hả? Dì tìm con mấy lâu nay, dì tìm con quá trời luôn. Hiền ơi, đúng là em rồi. Trời ơi, mẹ con chị nhớ em lắm đó. Đúng rồi con ơi. Hai người này là ai vậy nè? Dạ, đây là mẹ kế và chị Chanh. Mà thiếp đã kể cho chàng rồi đó. À, dạ đúng rồi, tôi là mẹ kế của phu nhân ngài đây. Ngày xưa hiểu lầm có chút xíu à, vậy mà phu nhân bỏ nhà đi. Chứ thiệt ra tôi thương phu nhân như là con đẻ của tôi vậy đó. Cha của phu nhân mất sớm,
tôi một mình vất vả sớm hôm nuôi phu nhân khôn lớn, bây giờ nó được làm phu nhân rồi, trời ơi tôi vui mừng quá trời vui mừng luôn, hạnh phúc lắm con, hạnh phúc là vì vui lắm cha, nó vui lắm. Đúng rồi đó, em hạnh phúc á là chuyện với mẹ vui lắm đó. Đúng rồi con ơi, ngày mà không tin á, ngày hỏi thử bà con chồng xóm coi, sẽ biết rõ được tấm lòng của tôi nè, thương con hiền như thế nào luôn á. Đúng không mọi người? Hiền ơi, bây giờ mình về nhà nha con nha. Thắp nhang cho cha xong rồi. Bây giờ con phải theo phu quân về làng dân rồi. Có gì sau này gặp lại, con sẽ hàn huyên và tâm sự với dì nhiều hơn. Đâu có được đâu con. Một năm nay dì khóc thương con, muốn mù hai con mắt. Bây giờ dì không có để con đi nữa đâu con ơi. Hay là bây giờ con giận gì? Nếu như mà con còn giận gì thì dì quỳ xuống đây xin lỗi con. Dành quỳ đi con. Dì đứng lên đi dì. Không, dì quỳ ở đây, khi nào con tha thứ dì mới đứng dậy. Dì quỳ luôn. Dì với chị Chanh đứng lên đi. Không. Thôi được rồi, con không còn giận dì với chị Chanh nữa đâu. Hai người đứng lên đi. Đứng lên con. Con tốt quá. Mà sao dạo này con ốm vậy con? Còn thằng Lương đâu con? Sao nãy giờ dì không có nhìn thấy nó? Chuyện về Lương em con dài dòng lắm, con sẽ kể cho dì nghe sau. Tội nghiệp con quá Hiền ơi. Hiền ơi, dì muốn được ở gần con để được tiền bề chăm sóc con. Dì muốn bù đắp những năm tháng mà con xa dì. Cha ơi cha, cha mà có sống khôn thác thiệt, cha phù hộ cho gia đình mình đoàn tụ nha cha. Cha ơi, đúng rồi, con cúi lạy cha. Chị hai, xong rồi thì mình đi đi, đừng tin vào mấy giọt nước mắt cá sấu đó của họ. Nhưng bây giờ nhìn gì cũng thấy tội nghiệp quá. Chị sao vậy chị hai? Bộ chị quên họ đã đối xử với mình ra sao hả? Chị nhớ chứ. Nhưng sống mà cứ ôm hận hoài cũng đâu có được. Với lại bây giờ bên chị đã có phu quân rồi, hai người họ có muốn hại chị cũng đâu có được. Chàng à, thiếp muốn đưa dì và chị thiếp đi về cùng, chàng có đồng ý không? Tùy nàng thôi, nàng muốn thế nào ta cũng đồng ý. Nếu như dì và chị Chanh thích, cùng theo con về vậy. Dì với Chanh sẽ theo chăm sóc cho con mà Hiền. Đúng rồi đó, chị sẽ chăm sóc cho Hiền nha. Phu nhân, ráng ráng đi phu nhân. Phu nhân ráng đi. Nè, phu nhân hít sâu vô. Ráng đi phu nhân. Ráng đi phu nhân ơi. Ráng đi, ráng đi. Ráng đi phu nhân ơi. Hít sâu vô. Thở mạnh ra. Hít sâu vô. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ráng lên phu nhân. Phu nhân, ráng lên phu nhân. Một hơi nữa thôi phu nhân ơi. Ráng lên phu nhân. Sắp được rồi phu nhân ơi. Ráng lên phu nhân. Mang thuốc lên cho phu nhân, mau lên. Dạ. Ráng lên phu nhân. Ráng lên. Ráng lên phu nhân ơi. Được. Dạ. Sắp được rồi, sắp được rồi. Phu nhân sao rồi? Hết sâu. Dạ, phu nhân sanh khó ạ. Mạnh ra đi phu nhân. Phu nhân sanh khó, sao mẹ không ở trong đó phụ nhũ mẫu một tay? Dạ, nhũ mẫu kêu con đi chuẩn bị sẵn thuốc bổ cho phu nhân. Vậy thì đi mau đi. Ráng đi. Dạ. Ráng đi phu nhân ơi. Phu nhân ơi, ráng đi, ráng đi phu nhân. Đó.
Dạ. Thuốc của phu nhân hả? Dạ thuốc của phu nhân ạ. À, đưa đây, ta đem vô cho. Nhưng mà ta là mẹ của phu nhân, ngươi không tin ta sao? Dạ nhưng mà. Ngươi mau đi xuống bếp nấu sẵn những món bổ cho phu nhân, để khuya phu nhân tỉnh dậy có cái để mà ăn liền chứ. Dạ. Đưa đây cho ta. Dạ con đi liền. Con gái ta sao rồi? Dạ thưa bà, phu nhân sinh khó nên hơi bị kiệt sức. Nhũ mẫu nè, bà chăm sóc phu nhân cả đêm rồi, chắc là cũng mệt lắm phải không? Thôi đi ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, để ta chăm sóc phu nhân cho. Dạ không được đâu thưa bà, trước khi ông chủ lên kinh thành buôn bán, ông chủ đã dặn kỹ tôi phải tận tay chăm sóc phu nhân cẩn thận, không được giao phó cho ai hết. Ý bà nói là ngay cả ta cũng không được tận tay chăm sóc con gái và cháu ngoại ta sao? Nhưng mà ông chủ đã dặn rồi, tôi không dám cãi lời. Thôi được rồi, thuốc của phu nhân nè, bà mau cho phu nhân uống đi. Thuốc này á là tự tay con mén, nó sắc theo lời bà dặn đó. Dạ thưa bà. Cậu ơi, sao giờ cậu mới về? Sao vậy, phu nhân sao rồi? Dạ thầy Lan đã tận tình cứu chữa, nhưng phu nhân sinh khó đã không qua khỏi. Trời ơi, phu nhân của ta. Phu nhân. Cậu ơi. Phu nhân. Hey.